Hữu Thạch 9 năm làm bảo vệ giữ xe, diễn toàn vai phụ được bà xã ủng hộ tuyệt đối. Phần lớn những vai diễn của Hữu Thạch đều gắn mác bợm nhậu, hành xử tệ bạc với vợ với con. Nhưng trong đời thường thì ngược lại, anh là mẫu người sống chan hòa, luôn hết lòng vì người khác. Nhớ lại lộ trình đến và gắn bó với nghệ thuật của mình, Hữu Thạch bảo anh tốt nghiệp chuyên ngành cải lương vào năm 1995, đúng vào thời kỳ suy yếu của các sân khấu nhà cổ. Sơ ngoại hình không đẹp và không sáng sân khấu, cộng với tính cách quê mùa, có sao sống quậy nên anh khá chật vật xin việc. Bạn bè thường giúp anh chân trong xe ở một sân khấu. Hồi đó sân khấu đông, mỗi đêm có đến cả ngàn chiếc xe vào. Những người làm công khác thường bỏ túi riêng nên tiền chung bị thất thoát. Biết anh thật thà nên quản lý sân khấu giao cho anh toàn quyền thu tiền ở cửa ra vào. Thu được bao nhiêu, anh đem nộp lại hết, đến tháng chỉ nhận tiền lương. Một thời gian sau, một số nghệ sĩ góp vốn mở quán bar và nhờ anh về làm quản lý. Anh cũng nhận rồi kiêm cả việc trong xe. Bên cạnh việc học ngoại ngữ, thi thoảng anh còn xuất hiện trên sân khấu trong những vai quần chúng. Cho đến khi nhận phim, anh vẫn nhận trong xe ban đêm, ban ngày đi quay. Khó khăn vất vả là vậy, nhưng anh chưa bao giờ tính đến chuyện bỏ nghề diễn. Bởi anh luôn có một niềm tin sâu sắc rằng tổ nghiệp sẽ không bạc đãi mình. Vì thế, niềm vui của anh là được xem các nghệ sĩ lớn hơn tập vở, rồi đứng dưới sân khấu theo dõi, học hỏi họ diễn hàng đêm. Đôi khi vở diễn kẹt vai do diễn viên bận chạy show chưa đến kịp, mọi người lại kêu anh đóng thế. Dù rất vui vì có vai nhưng anh đều từ chối do không có sự chuẩn bị và tập luyện. Điều quan trọng hơn là anh sợ làm ảnh hưởng đến tên tuổi của người mà mình đóng thế. Năm 2007, nhờ ngoại hình chân quê, anh may mắn có được vai diễn đầu tiên trong Gọi Giấc Mơ Về của đạo diễn Xuân Cường. Tiếp theo đó, anh dần tạo được ấn tượng với khán giả truyền hình thông qua những vai diễn chân chất quê mùa. Theo chia sẻ của Hữu Thạch, những vai diễn đó đều bắt nguồn từ ngoại hình và tính cách của anh. Hơn 20 năm rời làng quê Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, anh vẫn dùng bếp củi nấu nước uống từ lá thuốc nam, đi lại bằng chiếc xe máy cà tàng. Trong nhà anh không dùng máy giặt, anh cũng hoàn toàn xa lạ với công nghệ thông tin, thời trang hay những thứ hiện đại đắt tiền khác. Bởi thế mọi người thường gọi anh bằng cái tên thân mật Tư Ết. Một vai diễn thành công của anh trong bộ phim Đồng Quê. Từ Ết vì mất hết gia sản phải lên thành phố làm nghề massage và bị khách hàng sàm sỡ. Bi kịch của người nông dân được nhìn nhận lạc quan hài hước qua các tình huống gây cười liên tiếp mà anh thể hiện. Với bất kỳ bộ phim nào, nhân vật nào, mỗi khi nhập vai, Hữu Thạch đều thể hiện bằng khả năng của mình mà ít khi sử dụng đến kỹ thuật biểu diễn. Sinh ra và lớn lên ở xứ miệt vườn nên những gì tích lũy từ đời sống anh đều đem cả vào phim ảnh. Trước khi nhận vai, chỉ cần lướt qua kịch bản một đôi lần ra tới phim trường đứng trước máy quay, đạo diễn nói bắt đầu là anh diễn ngon lành. Nhớ lại ngày thi vào khoa cải lương của trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, anh kể: "Ngày đi thi, tôi mặc áo công an, cổ và tay cài kín bít. Có lẽ nhờ vậy mà chỉ cần trông thấy bộ dạng, thầy cô đã chấm cho tôi đậu rồi. Tưởng bị đóng khung ở tuyến nhân vật lạc hậu quê mùa, nhưng Hữu Thạch còn tạo sự đột phá ở những vai diễn đối lập với tính cách thực của anh. Người hâm mộ làm sao có thể quên tay nhà báo dỏm tên Đại Phong mà anh thể hiện trong bộ phim Sao Miệt Vườn của đạo diễn Nguyễn Hồng Chi đã phát trên sóng HTV7 vào năm 2016. Trong phim, ngoài việc làm quân sư cho tám hoách, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam đóng trong việc mở công ty bất động sản, Đại Phong còn móc nối cho Út Bầu, con gái lớn của tám hoách, tham gia những vai diễn nhỏ không cát xê trong các bộ phim truyền hình. Ngoài việc chiếm bạc tiền cát xê, Đại Phong còn đòi thêm tiền với lý do để dẫn các đạo diễn, nhà sản xuất đi ăn nhậu. Cùng với đó, Đại Phong tận dụng nhiều chiêu trò hơn nữa nhằm làm tiền tám hoách, chẳng hạn như mở chiến dịch lăng xê cho Út Bí, con gái thứ của tám hoách, thông qua việc tổ chức live show ca nhạc nhưng hát nhép giọng của ca sĩ khác. Không chỉ có vậy, Đại Phong còn sử dụng cả thủ đoạn là tìm cách chụp lén hình Út Bí, sau đó đưa lên mạng và tung tin cô cặp với một nam người mẫu. Vai diễn trong bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đảng cũng là một ví dụ. Tuy chỉ là một vai diễn nhỏ, nhưng Hữu Thạch đã thật sự mang đến cho Phóng, chồng của Chanh, ca sĩ Phương Thanh đóng sức sống mạnh mẽ. Phóng suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn, khi hết tiền lại đến quán nước của vợ đòi tiền. Nếu không có tiền thì động tay động chân với vợ. Một lần nọ vì quá ức, vợ của Phóng đã phản kháng bằng cách đạp chồng văng xuống sông. Để đảm bảo tính chân thực, những đoạn đánh nhau giữa hai vợ chồng Phóng, Chanh được đạo diễn yêu cầu phải diễn như thật. Vì vậy cả anh và Phương Thanh phải dùng hết năng lực của mình. Tuy lần đầu kết hợp nhưng khán giả đã không khỏi ngạc nhiên bởi sự ăn ý của anh và nữ ca sĩ của những bài hát như Giả Từ Dĩ Vãng, Một Thời Đã Xa. Nhân vật Nam Chía trong bộ phim điện ảnh Tỷ Phú Chăn Vịt đã ra rạp của đạo diễn Quốc Nam cũng vậy. Diễn xuất của anh trong phân đoạn Nam Chía đi ăn trộm bị bắt quả tang đến mức phải lột quần chạy trốn. Cảnh Nam Chía vừa bắt kiến trong tình trạng không mặc quần, vừa trả lời chất vấn của cán bộ xã thật sự tạo sự đột phá. Vì những phân đoạn này, biểu cảm gương mặt cũng như động tác hình thể của Nam Chía lột tả rõ tính cách của một người nông dân bị tha hóa, vừa tráo trở vừa vụng về nhưng cũng rất đáng thương. Sự nghiệp có phần chông chên nhưng Hữu Thạch may mắn khi có một tổ ấm vững chãi. Anh từng tiết lộ cảm thấy may mắn khi lấy được một người vợ hiểu mình. Vợ anh không những biết lo lắng cho chồng cho con mà còn sống rất chan hòa với mọi người xung quanh. Quan trọng hơn nữa là việc cô luôn tôn trọng tuyệt đối công việc cũng như cách sống của anh. Đó chính là động lực để anh yên tâm cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Dù trong phim luôn vào những vai phản diện, tuy nhiên ngoài đời anh là một người chồng trái ngược hẳn. Tôi luôn sống vì người khác, đặc biệt là bố mẹ vợ con. Giờ hỏi thù lao mỗi phim của tôi được bao nhiêu, tôi còn không hề biết vì có nhiều tôi về đưa hết cho vợ. Với bạn bè đồng nghiệp cũng vậy, chơi với ai tôi đều hết mình. Bị ăn chặn thù lao diễn viên nhiều lần, tôi biết nhưng đều cho qua. Làm tới cùng tôi được thêm tiền nhưng đánh mất tư cách đàn ông của mình. Vì vậy tôi chọn giữ tư cách hơn là đôi co qua lại để có được đồng tiền, anh từng tâm sự.